Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tôi là bị cái tay có tay này, tay hồi tôi học đi học dây chậm, tay trâu bắt con không bắt, nhưng mà tôi có học qua tay trâu này, tại như quan trâu này thì bắt hết. Rồi trước khi tôi học lại khóa này á, thì tôi về tôi bị thố quá cái đống sách cổ này, tôi bị nó rối loạn tình hình này, chóng mặt rồi, mình tăng quần áo rồi, mà tôi nhờ quán quyền của thầy như quan trâu thầy chỉ đạo, giờ hết rồi. Tôi bị một cái đó nặng nhất đó là cái viêm gan CVC. Thì cái viêm gan CVC nếu mà trường hợp trường đá này là tôi có hôm trước Tết đó gặp thầy Châu á, chỗ cái hội thảo mà anh Quỳnh Tố Kháng này, chỗ Tông Quốc Thắng á, thì tôi ngạc nhiên tại sao họ lại có một cái hạt đá thôi trường ta thấy hay quá, chứ hôm xong là 15 phút là ngủ liền. Mà hồi đó cũng xài tới cái lò vi sóng này rồi, tôi bỏ vô cái ấm siêu tốc á, thấy bắt đá vô nấu lên đó, đầu tiên mua 2 cục hay quá, mua thêm 2 cục 4 4 cục xem 4 cục là 8 cục cũng nè, cũng thấy nó gọn này. Nhưng mà cái gan chỉ có vấn đề như siêu vi hoặc là bị men gan cao thì tôi phải đi chầu. Hôm đó tôi đầu tiên tôi uống cái Entovia đó, cái siêu vi 1,5 triệu con, tôi gặp thầy Châu rồi, thầy Châu nói không được, phải chưa có thắng, tức là chừng sau lưng là khó, chừng gan phải lót thêm những này kia chứ này, chừng là 4 cục luôn á, chứ phải là 2 cục cái thầy đó mà 4 cục cái thẳng luôn. Rồi 2 cục tôi bỏ trong cái nồi nó nóng á, tôi nấu lên cho cái gan nguội xong tôi bỏ đi làm tiếp nè đó. Thì tôi báo sau này, tôi báo cáo thầy Châu ở trước Tết đi sau Tết thôi á, là xuống còn 1 tháng sau tôi đo lại coi như giá 1/3 là còn 550.000 con. Thì bây giờ thấy cái trường đá nó rất hiệu quả, là rất, nếu mà người nào mà không có vấn đề về gan thì nên trường ở gan, và nếu mà cái vấn đề về gan thì trường về thận, thận là chắn tiếp qua gan, tức ở sau này là nó bổ thận bổ gan đó. Xin báo cáo với quý vị đó. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantan.vn.